Sách ô chương 1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ô con trai bê ri về đời ô xia acha Dô-tham, e chia là các vua của Judah và về đời giê am con trai dô vua Israel. Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng ô Đức Giê-hô-va bảo người rằng hãy đi lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình vì đất này chỉ phạm sự tà dâm lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Vậy, ô đi cưới gô con gái của Điếp la im Nàng chịu thai và sinh cho người một trai. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, Hãy đặt tên nó là gít vì còn ít lâu nữa, ta sẽ báo thù cho huyết của gít nơi nhà giê và sẽ dứt nước của nhà Israel. Trong ngày đó, ta sẽ bẻ cung của Israel trong trũng Gidrein. Nàng lại chịu thai và sinh một gái, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-xê rằng, hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì ta sẽ không thương xót nhà Israel nữa và quyết không tha thứ nó nữa. Nhưng ta sẽ thương xót nhà Judah, sẽ giả cứu chúng nó bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cởi ngựa. Sau khi hama thôi bú, nàng chịu thai và sinh một trai. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đặt tên nó là Lo-ami, vì các ngươi chẳng phải là dân ta nữa và ta sẽ không làm Đức Chúa Trời các ngươi nữa. Dầu vậy, số con cái Israel sẽ giống như các bờ biển, không thể lường, không thể đếm. Và chính nơi mà đã bảo chúng nó rằng, các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng, các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Con cái Juda và con cái Israel sẽ hiệp nhau lại, sẽ lập cho mình một quan trưởng chung và sẽ trở lên từ đất này vì ngày của Israel sẽ là ngày lớn. Chương 2 Hãy xưng anh em các ngươi là Ami Am và chị em các ngươi là Ruhama. Hãy kiện mẹ các ngươi, hãy kiện đi, vì nó chẳng phải là vợ ta còn ta chẳng phải là chồng nó nó hãy cất bỏ sự dâm loạn khỏi trước mặt nó và sự ngoại tình khỏi giữa vú nó đi kẻo ta sẽ lột trần nó để nó như ngày mới sinh ra và làm cho nó ra như đồng vắng như đất khô khiến nó chết khác ta sẽ không thương xót con cái nó vì ấy là con cái của sự gian dâm thật vậy mẹ chúng nó làm sự gian dâm kẻ mang thai chúng nó đã làm sự ô nhục vì nó nói rằng, ta sẽ đi theo các tình nhân ta là kẻ băng bánh, nước, lông chiên, vải, dầu và đồ uống cho ta. Vậy nên, này, ta sẽ lấy gai gốc rấp đường ngươi, sẽ xây một bức tường nghịch cùng ngươi, và nó không thể tìm lối mình được nữa. Nó sẽ đuổi theo tình nhân mình mà không kịp, tìm mà không gặp đâu. Đoạn, nó sẽ nói rằng, ta sẽ trở về cùng chồng thứ nhất của ta vì lúc đó ta sung sướng hơn bây giờ thật nó chưa từng nhìn biết rằng chính ta là đấng đã ban lúa mì rượu mới và dầu cho nó đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho ba anh vậy nên ta sẽ lấy lại lúa mì ta trong kỳ nó và rượu mới ta trong mùa nó ta sẽ cướp lại nhung và vải ta là đồ che sự trần truồng nó ấy vậy ta sẽ tỏ sự xấu xa nó ra trước mặt tình nhân nó và chẳng ai sẽ cứu nó được khỏi tay ta. Ta sẽ dứt cả sự vui của nó, những ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa bát và hết thảy những ngày lễ trọng thể của nó. Ta sẽ phá những cây nho và cây vả nó. Về các cây ấy nó nói rằng, này là tiền công của các tình nhân ta cho ta. Ta sẽ làm cho những cây ấy nên rừng và các thú đồng sẽ ăn đi ta sẽ thâm phạt nó vì những ngày mà nó dân hương cho các tượng ba anh trang sức những hoa tai và đồ châu báu nó đi theo tình nhân mình còn ta thì nó quên đi đức Giê-hô-va phán vậy cho nên này ta sẽ dẫn dụ nó dẫn nó vào đồng vắng và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó ta lại sẽ ban vườn nho cho nó từ nơi đó và trũng a cô sẽ trở nên cửa trông cậy nó sẽ trả lời tại đó như trong ngày trẻ tuổi nó và như trong ngày nó ra khỏi đất Egypto. Đức Giê-hô-va phán rằng, Trong ngày đó, ngươi sẽ gọi ta là chồng tôi và sẽ không gọi ta là chủ tôi nữa. Vì ta sẽ cất tên của các tượng ba anh khỏi miệng nó và không ai nói đến tên chúng nó nữa. Trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng những thú đồng, những chim trời và côn trùng trên đất Ta sẽ bẻ gãy và làm cho biến mất khỏi đất này những cung, những gươm và giặc giả và sẽ khiến dân sự được nằm yên ổn. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chính trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó ta sẽ trả lời. Ta sẽ trả lời cho các từng trời. Các từng trời sẽ trả lời cho đất. Đất sẽ trả lời cho lúa mì, cho rượu mới, cho dầu. Và ba thứ này sẽ trả lời cho Gidreel. Đoạn, ta sẽ gieo nó cho ta trong đất và sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng, Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. chương 3 Đức Giê-hô-va bảo ta rằng Hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình Theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel Dầu chúng nó xây về các thần khác Và ưa bánh ngọt bằng trái nho Vậy, ta đã mua đàn bà ấy bằng 15 miếng bạc Và một hô me rưỡi mặt nha Rồi ta bảo nó rằng Ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày Đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ephod và không teraphim. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Jehovah và được ơn ngài trong những ngày sau rốt. Chương 4 Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất này. Bởi trong đất này chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm và tà dâm. Chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu. Vậy nên, đất ấy sẽ sâu thảm, hết thảy người ở đó sẽ hao mòn. Những thú đồng và chim trời cũng vậy, những cá biển cũng sẽ bị lấy đi. Dầu vậy, chớ có ai biện luận, chớ có ai quở trách, vì dân ngươi giống như những người cãi lễ cùng thầy tế lễ. Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày. Chính mình kẻ tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và ta sẽ diệt mẹ ngươi dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa bởi ngươi đã quên luật pháp của đức chúa trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi chúng nó sinh sản nhiều ra bao nhiêu thì chúng nó lại phạm tội nghịch cùng ta bấy nhiêu ta sẽ đổi sự vinh hiển của chúng nó ra sỉ nhục chúng nó ăn tội lỗi dân ta, ham hố sự gian ác của nó. Sẽ xảy ra dân thể nào, thì thầy tế lễ cũng thể ấy. Ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó tùy việc nó làm. Chúng nó sẽ ăn mà không được no, hành dâm mà không sinh sản thêm, vì chúng nó đã bỏ Đức Giê-hô-va, không nghĩ đến Ngài nữa. Sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới cất lấy hết trí khôn chúng nó. Dân ta hỏi tượng gỗ nó, thì gậy nó trả lời. Vì lòng dâm làm lầm lạc chúng nó, và chúng nó phạm tội tà dâm mà lìa bỏ Đức Chúa Trời mình. Chúng nó dân tế lễ trên các chót núi, đốt hương trên các đồi, dưới những cây dẻ, cây liễu, cây thông, vì bóng nó mát mẻ lắm. Vậy nên, con gái các ngươi hành dâm, và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình, ta sẽ không phạt con gái các ngươi bởi cớ hành dâm, cũng không phạt dâu các ngươi bởi cớ ngoại tình. Vì những đàn ông đi riêng với đồ điếm đỉ và dân của lễ với đàn bà dâm đảng. Vậy nên, dân sự chẳng hiểu biết sẽ bị úp đổ. Hỡi Israel, dầu ngươi tà dâm, Juda cũng không nên phạm tội. Vậy, chớ vào nơi ginh ganh, chớ lên nơi Beth Aven chớ có thề mà rằng thật như Đức Giê-hô-va hằng sống. Vì Israel đã loạn nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức Giê-hô-va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Ephraim sa mê thần tượng, hãy để mặc nó. Đồ chúng nó uống đã chua đi, chúng nó làm sự gian dâm chẳng thôi. Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục. Gió đã lấy cánh cuốn nó và chúng nó sẽ mang xấu hổ vì của lễ mình chương năm hỡi các thầy tế lễ hãy nghe điều này hỡi nhà israel khá để ý hỡi nhà vua hãy lắng tai sự phán xét có quan hệ với các ngươi vì các ngươi là bảy ở mít ba và giăng lưới trên tha chúng nó là kẻ bạn nghịch đã vào sâu trong sự giết lát nhưng ta sẽ quở trách chúng nó hết thảy. Ta biết Ephraim và Israel không giấu với ta. Vả hỡi Ephraim, ngươi đã phạm tội tà dâm. Israel bị ô uế. Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình. Vì lòng dâm ở trong chúng nó và chúng nó không nhìn biết Đức Giê-hô-va. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng tận mặt nó nên Israel và Ephraim sẽ ngã xuống vì cớ tội lỗi mình. Judah cũng sẽ ngã xuống với chúng nó. Chúng nó sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình, đặng tìm kiếm Đức Giê-hô-va, song không thấy Ngài. Ngài đã lìa khỏi chúng nó. Chúng nó đã phỉnh dối Đức Giê-hô-va vì đã sinh những con cái ngoại tình. Đến ngày trăng mới, chúng nó sẽ cùng sản nghiệp mình đều bị nuốt đi hãy thổi kèn ở Gibea, hãy thổi loa ở Rama, hãy la lối ở Beth Aven. Hỡi Benjamin, nó ở đằng sau ngươi. Ephraim sẽ nên hoang vu trong ngày của trách. Ta rao ra cho các chi phái Israel một sự chắc sẽ xảy đến. Các quan trưởng Judah giống như kẻ lấn địa giới. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó như trút nước. Ephraim bị hà hiếp, bị nghiền nát trong sự đoán xét vì nó đã bằng lòng theo điều răng của loài người. Vậy nên, ta giống như con mọt cho Ephraim và như sự mục nát cho nhà Juda. Khi Ephraim đã biết bệnh mình và Juda đã biết vết thương mình, thì Ephraim đi đến cùng người Assyri và sai đến cùng vua Gia-rép. Nhưng nó không thể chữa lành các ngươi và không buộc vết thương cho các ngươi. Vì ta sẽ như một con sư tử cho ephraim như một sư tử con cho nhà judah thật chính ta chính ta sẽ cắn xé rồi đi luôn ta sẽ bắt đem đi và chẳng ai có thể giải cứu ta sẽ đi sẽ vào nơi ta cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt ta trong cơn khốn nạn chúng nó sẽ cố tìm ta chương 6. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho, Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn, như sự hiện ra của mặt trời sớm mai ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa như mưa cuối mùa tưới đất ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi ephraim ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi juda vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng như móc tan ra vừa lúc sớm mai vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ ưa sự nhìn biết đức chúa trời hơn là ưa của lễ thiêu nhưng theo cách người ta chúng nó đã phạm lời giao ước và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta gala ác là thành của kẻ làm ác đầy những dấu máu như bọn trộm cướp rình người đi qua thì bọn thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi về si chem. Chúng nó phạm biết bao là tội ác. Trong nhà Israel, ta đã thấy một việc gớm ghiếc. Ở đó, Ephraim thì làm sự gian dâm, Israel thì bị ô uế. Hỡi Judah, ngươi cũng vậy. Có mùa gạt đã định cho ngươi khi ta đem phu tù của dân ta trở về. chương 7 Khi ta muốn chữa lành cho Israel, thì tội lỗi của Ephraim và sự gian ác của Samari bày tỏ. Vì chúng nó đã làm sự giả dối, kẻ trộm vào trong và bọn cướp đánh giật ở ngoài. Chúng nó không nghĩ trong lòng rằng, ta nhớ mọi sự gian ác của chúng nó. Bây giờ, tội phạm chúng nó ràng rịt lấy mình, chúng nó ở trước mặt ta chúng nó lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua lấy sự dối trá mình làm đẹp lòng các quan trưởng hết thảy chúng nó đều tà dâm giống như lò của người nướng bánh đốt lửa thôi chụm lửa từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy men đến ngày vua chúng ta các quan trưởng vì sự nóng của rượu mà đau ốm vua cũng bắt tay những kẻ hay nhạo báng chúng nó rình rập lòng cháy như lò lửa mà kẻ nướng bánh đã ngủ cả đêm đến sáng sớm thì lò cháy như lửa phun ra những ngọn chúng nó thảy đều nóng hừng như lò lửa nuốt các quan xét mình hết thảy các vua chúng nó đều bị úp đổ và trong đám họ chẳng ai kêu với ta ephraim xen lộn với các dân khác ephraim khác nào bánh chưa quay các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó mà nó không biết. Tóc đầu nó bạc lém đém mà nó chẳng ngờ. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng trước mặt nó. Chúng nó dù gặp sự đó cũng không trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình và cũng chẳng tìm kiếm Ngài. Ephraim như bồ câu ngây dại không có trí khôn vì chúng nó kêu Egypto đi đến cùng Assyria. Đăng khi chúng nó đi đó, ta sẽ giăng lưới trên chúng nó ta sẽ làm cho chúng nó ngã xuống như những chim trời ta sẽ sửa phạt chúng nó y như giữa hội chúng nó đã nghe khốn cho chúng nó vì chúng nó lìa xa ta nguyên sự hư nát đổ trên chúng nó vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng ta dầu ta muốn cứu chuộc chúng nó nhưng chúng nó nói những điều dối trá nghịch cùng ta chúng nó chẳng lấy lòng kêu cầu ta song chúng nó kêu vang trên giường mình chúng nó thâu mùa lúa mì và rượu mới của mình và loạn nghịch cùng ta. Chính ta đã dạy chúng nó, đã làm cho mạnh cánh tay chúng nó. Dầu vậy, chúng nó cũng toan sự giữ nghịch cùng ta. Chúng nó xây lại, song không hướng về đấng rất cao. Chúng nó giống như cung dở trái. Quan trưởng chúng nó sẽ ngã bởi gươm vì lưỡi chúng nó nổi giận. Kìa, chúng nó sẽ làm trò cười trong đất Egypto. Chương 8 Miệng ngươi khá thổi kèn. Nó như chim ưng đến nghịch cùng nhà Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã trái lời giao ước ta và đã phạm luật pháp ta. Chúng nó sẽ kêu đến ta rằng: Hỡi Đức Chúa Trời tôi, chúng tôi là Israel nhìn biết Ngài. Israel đã bỏ điều lành, kẻ nghịch sẽ đuổi theo nó. Chúng nó đã lập vua mà không bởi ta, lập quan trưởng mà ta không biết chúng nó lấy bạc vàng của mình làm thần tượng cho mình để chúng nó bị dứt đi hỡi samari bò con của ngươi đã bị bỏ rồi cơn giận của ta đã phừng lên nghịch cùng chúng nó chúng nó chẳng được khỏi tội cho đến khi nào vì bò con đó thật là việc của israel làm ra một người thợ đã chế ra nó không phải là đức chúa trời thật bò con của samari sẽ bị bể nát vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gạt bão lốc. Chúng nó không có lúa đứng, cây lúa sẽ không sinh ra bột, mà dầu có sinh ra nữa thì dân ngoại sẽ nuốt lấy. Israel đã bị nuốt. Bây giờ chúng nó ở giữa các dân, như khí mạnh chẳng ai ưa thích. Vì chúng nó đã lên Assyri như con lừa rừng đi một mình. Ephraim đã hối lộ cho những kẻ yêu nó. Dầu chúng nó hối lộ giữa các nước. Nay, ta sẽ nhóm họp chúng nó. Chúng nó bắt đầu giảm bớt đi vì cớ sự gánh nặng bởi vua của các quan trưởng. Vì Ephraim đã thêm nhiều bàn thờ đặng phạm tội, thì những bàn thờ nó đã khiến nó xa vào tội lỗi. Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình. Còn như của lễ dân cho ta, thì chúng nó dân thịt và ăn, nhưng Đức Giê-hô-va chẳng nhận chúng nó đâu bây giờ, Ngài nhớ lại sự gian ác chúng nó và sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó. Chúng nó sẽ trở về trong Egypto. Israel đã quên đấng tạo mình và dựng những cung đền. Juda đã thêm nhiều các thành bền vững. Nhưng ta sẽ sai lửa trên các thành nó và lửa ấy sẽ thiêu cháy cung đền nó. Chương 9 hỡi Israel chớ vui mừng, chớ nước lòng mừng rỡ như các dân, vì ngươi đã phạm tội tà dâm và cách xa Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công mình trên mọi sân đạp lúa, hoặc sân đạp lúa hoặc hầm ép rượu cũng sẽ chẳng nuôi chúng nó. Rượu mới sẽ thiếu thốn cho nó. Chúng nó sẽ không ở trong đất của Đức Giê-hô-va nữa, nhưng Ephraim sẽ trở về Egypto và sẽ ăn đồ ăn ô uế trong Assyria. Chúng nó sẽ không làm lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va nữa và các của lễ chúng nó cũng sẽ chẳng đẹp lòng ngài. Song sẽ như bánh kẻ có tan. Hễ ai ăn đến thì bị ô uế vì bánh chúng nó sẽ đỡ đói cho chúng nó chẳng được vào nhà Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ trọng thể, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? Thật, này, chúng nó đã đi trốn khỏi tai họa. Egypto sẽ liệm chúng nó. Memphis sẽ chôn chúng nó. Những đồ bằng bạc rất quý của chúng nó sẽ trở nên mồi của trà chuông. Gai gốc sẽ loán nơi nhà tạm chúng nó. Những ngày thăm phạt đã đến rồi. Những ngày báo trả đã tới rồi. Israel sẽ biết. Kẻ tiên tri là dạ dột. Người được cảm động bởi thần linh là điên cuồng vì sự gian ác dư dật của ngươi và sự hờn ghét lớn lắm ephraim là kẻ rình nghịch cùng đức chúa trời ta còn kẻ tiên tri là lưới bắt chim trên mọi đường lối mình nó là sự ghen ghét trong nhà đức chúa trời mình chúng nó bại họa rất sâu như đang những ngày ghi ba đức chúa trời sẽ nhớ lại sự gian ác chúng nó sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó ta đã gặp Israel như gặp trái nho trong đồng vắng. Ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ. Nhưng chúng nó đã vào nơi ba anh phê ô, dân mình cho vật xấu hổ và cũng trở nên gớm ghiếc như vật chúng nó đã yêu. Sự vinh hiển của Ephraim sẽ bay đi như chim, sẽ không đẻ, không thai, không ngén nữa. Ví dầu chúng nó được nuôi con cái ta, ta cũng cất lấy đi, đến nỗi không một người nam nào còn lại. Thật, khi ta lìa bỏ chúng nó, thì khốn nạn thay cho chúng nó. Ephraim được trồng trong nơi sinh tốt, như ta đã xem thấy Tyre. Dù vậy, Ephraim sẽ dắt các con cái nó đến kẻ giết lát. Hỏi Đức Giê-hô-va, xin hãy ban cho chúng nó. Ngài sẽ cho chúng nó cái gì? Hãy cho chúng nó cái giả súc sảo và vú khô khang cả sự hung ác chúng nó đều ở ginh ganh ấy tại đó mà ta ghét chúng nó vì cớ những việc ác chúng nó ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa hết hãy quan trưởng chúng nó là kẻ loạn nghịch ephraim bị đánh rễ nó đã khô chúng nó sẽ không ra trái nữa dầu đẻ ra ta cũng sẽ giết trái thương yêu của bụng chúng nó Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó vì chúng nó không nghe Ngài và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước. Chương 10 Israel là một cây nho tươi tốt sinh ra trái nó. Trái nó càng sai triếu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy. Đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu. Lòng chúng nó phân hai, bây giờ chúng nó sẽ bị định tội, Đức Chúa trời sẽ đánh bàn thờ chúng nó, sẽ phá trụ tượng chúng nó. chắc bây giờ chúng nó sẽ nói rằng chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va và vua, vua có thể làm gì cho chúng ta? Chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giao ước, cho nên sự đoán phạt sẽ nứt mầm, nhảy như cỏ độc mọc lên trong luống cày nơi ruộng dân cư Samari sẽ kinh hãi vì những bò con của Beth Aven. Dân sự sẽ vì nó than khóc. Các thầy tế lễ nó vốn ưa thích nó cũng vậy, vì sự vinh hiển nó đã biến mất khỏi nó. Nó cũng sẽ bị dời qua Assyri làm lễ vật dân cho vua Yareb. Bây giờ Ephraim sẽ mang xấu hổ, Israel sẽ hổ thẹn về mưu kế mình. Về phần Samari, vua nó bị trừ đi giống như bọt trên mặt nước các nơi cao của aven tức là tội lỗi của israel sẽ bị phá hủy gai gốc và chà chuông sẽ mọc trên các bàn thờ chúng nó bây giờ người ta sẽ nói cùng các núi rằng hãy bao bọc lấy chúng ta và nói với các đồi rằng hãy đổ xuống trên chúng ta hỡi israel từ ngày gibea ngươi đã phạm tội rồi chúng nó đều đứng đó sự tranh chiến nghịch cùng con cái sự gian ác chẳng theo kịp chúng nó trong ghi ba ta sẽ sửa phạt chúng nó khi ta muốn và các dân sẽ nhóm lại nghịch cùng chúng nó khi chúng nó bị buộc vào hai tội mình ephraim như bò cái tơ khéo dại ưa thích đạp lúa nhưng ta đã qua trên cổ béo tốt nó ta sẽ đặt người cởi trên ephraim judah sẽ cài và jacob sẽ đập vỡ cục đất Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi. Các ngươi đã cài sự gian ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối, vì ngươi đã nhờ cậy trong đường lối ngươi, trong muôn vàng người mạnh bạo của ngươi. Vậy nên, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi, như sang mang đã hủy phá bếp ạc bên, trong ngày có trận đánh mà mẹ bị nghiền nát với các con cái. Bê tên cũng sẽ làm cho các ngươi như vậy vì sự gian ác lớn lắm của các ngươi. Vua Israel sẽ bị diệt cả trong khi hừng sáng. Chương 11 Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó ta gọi con trai ta ra khỏi Egypto. Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng ba anh và đốt hương cho tượng chạm. Dù vậy, ta đã dạy Ephraim bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó và để đồ ăn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ không trở về trong đất Egypto nữa, nhưng người Assyri sẽ làm vua chúng nó vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa chúng nó, nuốt hết chúng nó vì cớ mưu trước chúng nó. Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta người ta khuyên chúng nó đến cùng đấng cao song trong chúng nó chẳng một người nào dấy lên hỡi ebrahim thế nào ta bỏ được ngươi hỡi israel thế nào ta lìa được ngươi thế nào ta sẽ đãi ngươi được như ác ma hay là làm cho ngươi như seboim lòng ta rung động trong ta lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy Ta cầm sự nóng giận lại và sẽ chẳng lại hủy diệt Ephraim. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người. Ta là Đấng thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử, Ngài sẽ gầm thét. Các con cái sẽ từ phương tây run rẩy mà đến. Chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Ai như chim bay và từ đất Assyria như bồ câu, và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 12 Ép-ra-im lấy sự nói dối bao bọc ta, còn nhà Israel thì lấy sự lừa phỉnh. Judah cai trị với Đức Chúa Trời và có lòng trung tín với Đấng Thánh. Ép-ra-im ăn gió, chạy theo sau gió đông mỗi ngày, nó thêm nhiều sự nói dối và sự hoang vu. Nó lập giao ước với Assyria và đem dầu vào Egypto. Đức Giê-hô-va cũng có sự kiện cáo với giu và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó. Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình và đến tuổi trưởng thành có quyền nơi Đức Chúa Trời người có quyền hơn thiên sứ và được thắng, khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê Tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, danh kỷ niệm Ngài là Đức Giê-hô-va. Vậy, ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi, giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. Nó là người buôn bán, cầm những cân dối trá trong tay mình. Nó ưa gian lận. Phải, Ephraim nói rằng, Thật, ta đã trở nên giàu, ta đã được của cải. Trong mọi việc ta làm, chẳng hề thấy một việc gian ác gì là tội lỗi. Ta là Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Egypto. Ta sẽ còn làm cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ trọng thể ta cũng đã phán cho các kẻ tiên tri, đã thêm nhiều sự hiện thấy và đã cậy chức vụ các kẻ tiên tri mà dùng thí dụ. Gala ác là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dân những bò đực trong ginh ganh, nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống trong luống cày nơi ruộng. Jacob trốn đến ruộng Aram. Israel làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăng các bầy. Đoạn, Đức Giê-hô-va nhờ một đấng tiên tri đem Israel ra khỏi Egypto và nhờ đấng tiên tri gìn giữ nó. Ephraim chọc cho ta phát cơn giận đắng cay, nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả sự sỉ nhục cho nó nữa. Chương mười ba vừa khi Ephraim nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Israel. Nhưng sau khi vì cớ ba anh mà phạm tội thì nó chết mất. Và bây giờ chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm. Dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình. Cả sự đó là công việc của thợ khéo. Người ta nói về chúng nó rằng, để mặc kẻ dân của lễ hôn bò con vậy nên chúng nó sẽ giống như mây băng mai như mắt buổi sáng tan đi lúc sớm như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa như khói bởi ống khói thoát ra nhưng mà ấy chính ta là jehovah đức chúa trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất tô, và ngoài ta ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác ngoài ta không có đấng cứu nào khác ta đã biết ngươi trong đồng vắng trong đất khô khan. Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ và được no nê rồi thì chúng nó xin lòng kiêu ngạo. Vậy nên chúng nó đã quên ta. Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường. Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái thú rừng sẽ xé chúng nó. Hỡi Israel, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi giấy loạn nghịch cùng ta, tức là đấng giúp ngươi. Vậy vua ngươi ở đâu, hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành? Nào những quan xét ngươi, là những người mà ngươi nói với rằng, hãy cho tôi một vua và các quan trưởng. Ta đã nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhân cơn giận mà cất đi sự gian ác của Ephraim đã ràng buộc, tội lỗi nó đã giấu đẻ. Sự đau đớn của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là con trai không khôn ngoan, vì đến kỳ rồi, nó không nên chậm trễ ở trong dạ con. Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mày ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mày ở đâu? Ôi, sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta. Ví dầu Ephraim có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông sẽ dậy, tức là hơi thở của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn các mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quý báu. Samari sẽ mang tội nó, vì nó đã giấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình chúng nó sẽ ngã bởi gươm, các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đàn bà của chúng nó có thai sẽ bị mổ bụng. Chương 14 Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã. Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Đức Jehovah, khá thưa cùng Ngài rằng, xin cất mọi sự gian ác đi, và nhậm sự tốt lành. Vậy, chúng tôi sẽ dâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. Asiri sẽ không giải cứu chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cởi ngựa chiến nữa. Không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra mà rằng các ngài là thần của chúng tôi. Vì ấy là trong ngài mà kẻ mồ côi tìm thấy sự thương xót. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi ta sẽ như là sương mắt cho israel nó trổ hoa như bông huệ và đâm rễ như li bang những nhánh nó gian ra tận xa sự sinh tốt của nó sẽ giống như sự sinh tốt của cây olive mùi thơm của nó như mùi thơm của li bang những kẻ ngồi dưới bóng nó sẽ trở về chúng nó sẽ tỉnh lại như cây lúa chúng nó sẽ trổ hoa như cây nho và mùi thơm chúng nó sẽ như rượu ly ban. Ephraim sẽ nói, ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đói xem nó. Ta như là một cây tùng xanh, bởi ta mà sinh ra hoa trái ngươi. Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó.